Xin mời toàn thể tăng quyến chắp tay trước ngực hướng về Ninh Sàng để hợp cùng một ý khấn gọi chân linh hương hồn người thân của mình về sơi cơm. Toàn gia nhất tâm nhị bái phần hương nghi. Toàn gia nhất tâm nhị bái con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nơi kim cự Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên thành phố Quang Trung phường tổ 14 y vũ gia sư. Nay tại gia trung án tiền trưởng nữ con là Chu Minh Huyền. Nay thừa lệnh mẫu thân con là Lưu Thị Xoay. Con cùng hợp đồng gia quyến con khấn gọi chân linh hương hồn cha về soi con. Ôi hỡi chân linh hương hồn cha ơi, tên cha là Chu Ngọc Vinh, cha sinh năm 1948, cha đã đại hạn lâm chung vào hồi 19:00 ngày 27 tháng 4, tức là ngày 16 tháng 3 năm 2021, cha được hưởng thọ 74 tuổi. Chào ý thiết nghĩ nhân sinh thì tại thế họa mấy người sống được 8, 9, 10, 10. Đôi 3 năm thì cũng kể một đời, song vận số biết làm sao tránh được. Sắc sắc không không luân hồi đã định, nay cha nhớ nồi ăn đi trốn ở buông năm. Cho nghe thấy mẹ con các cháu khấn gọi cha, để ba hồn bay vía cha về ăn cơm. Xin mời các bác là con thì gọi là ba hồn bảy vía cha về ăn cơm, vợ gọi tên chồng, ai có chú thì gọi chú, gọi to vào. Toàn gia nhất tâm mì bái cha ơi, ba nén hương trầm nay con đã thắp. Con khấn gọi hồn cha đã ba hồn bảy vía cha ở nơi đâu, đang ở Bắc Tây vẫn còn ở Nam Mi. Hồn cha vẫn đang tăng thiên ở cây cao bóng cả ngã ba ngã bảy con đường nào. Chẳng nghe các con các cháu gọi gào theo nàn khói tỏa hương bay cho bước nhập đàn tràng. Uống rượu ăn cơm chẳng nay trời tôi mất rồi. Cha ơi nay để cho tuần rượu ngon, con hai tay con rót con mời cha. Châm ma tiểu nhất ni tuần là tuần ni con đã gió. Con xin gió chứ chén đỡ rượu tiên đi cha ơi, mà cha ơi mà để con mời, con mời cha về ăn cơm ơi cha ơi. Nhị tuần là tuần con gió, con xin gió chứ chén đỡ rượu đào cha ơi, mà cha ơi con nào có dám quên công lao cha sinh thành ơi cha ơi. Tam mê tuần là tuần con gió, con xin gió chữ chén đỡ rượu ra. Ba tuần mà nay con gió mà để đền ơn công sinh nghi thành ơi cha ơi. Cha ơi rượu ngon con rót đủ 3 tuần, hương thơm 3 nén đi cha thời ở đâu. Cha về cha uống rượu ăn cơm đi, chẳng nay cơm nguội tương tàn. Toàn gia nhất tâm mì bái
phần chúc thực. Con gái nên lấy bát lấy đũa rồi gắp thức ăn rồi mời cơm cha. Cha ơi, bát cơm thì hạt gạo trắng nàng quê, xưa nay thì ở xứ quê cha vẫn có thường dùng. Bát cơm thì hạt gạo trắng tựa bông nghi, nước mặt đồng đồng con cần gọi cha ơi. Ba hồn thì bảy vía, cha về cha lại lâm miên hưởng bữa cơm chiều. Cha ơi, cơm dẻo thì canh ngọt đây, thức ăn thì đủ đầy, miếng rau miếng thịt con chọn miếng ngọt miếng ngon, con gặp con mời cha. Trời ơi cha ơi, cho dù có sáng hèn mặn nhạt cha đừng có chê. Ăn ít ăn nhiều cha ăn đây một miếng, cho được ấm dạ ấm lòng nghề, cho mẹ con các cháu đỡ tủi lòng cha. Cha ơi, mấy lời kể nể cho vơi bớt nguồn cơn con triệu hồn. Cha về cha uống rượu ăn cơm, chắp tay con xin được cúi đầu bái này hồn cha. Còn ông Vinh ơi, em là nghĩa tình phu thê, em là người vợ hiền của ông đây. Bữa cơm chia đi, âm dưỡng thì cách trở đôi đường nghề, miếng rau thì miếng thịt em chọn miếng ngọt miếng ngon, em gặp em mời ông như những bữa cơm chiều. Ông ơi, vợ chồng thì muối mặn gừng cay, bao năm tay ấp thì mã kề ông ơi, sương vội khổ hạn thì ta cùng sẻ chia. Thế mà ngày hôm nay em đi đâu, ông đi đâu, ông để em như con thuyền mất lái giữa dòng sông sâu. Em biết đâu là bến, em biết đâu là bờ. Ông ơi, từ mai trở đi ông về chốn ấy ăn uống làm sao, bao giờ cho hết ba năm thì hai bảy tháng dòng. Ông ơi, từ mai đến bữa cơm chiều thì theo làn khói tỏa hương bay, ông về cửa về nhà với mẹ con em khói hương em phụng thờ. Ông ơi, âm dương cách trở đôi đường đây, mẹ con em thì nước mắt đồng đồng, trước bóng linh của ông xin được cúi đầu bái này. Toàn gia nhất tâm mì bái điểm mì trà. Xin mời cháu ngoại nên rót nước trà để mời ông. Ông ơi, đúng là có cây có gốc thì nay mới có cành, có tổ tốt tiên, có ông có bà để sinh ra mẹ cháu thì mới có nhành cháu được của ông nay. Ông ngoại ơi, các cháu thì còn thơ còn dại, các cháu đâu đã biết gì. Ông ơi, thế mà ngày hôm nay ông sớm rũ bụi trần, ông bỏ cháu thì nỉa con ông đi đâu thế này trời ơi. Ông ơi, nước này là nước trời xanh nhi, nước này là nước tiên đình mưa ra, cháu con này pha trà thì kinh thỉnh mời ông. Ông lại lâm yên hưởng bữa cơm chiều. Cha ơi, trên mâm thì có vàng mã kim ngân, tiền lẻ tiền chất là của con của cháu đó, dâng biếu cho cha để làm lộ phí hành sai, sáng mai cha đi. Cha ơi, nay mẹ con các cháu thì có ngờ đâu bữa cơm chiều nay nó bữa cơm ni biệt ni chứ như thế này. Trước bàn nhan nê này mà con khấn gọi con mời, mong bảy vía này ba hồn thì cha về lai lâm. Tình cha con đang yên vui như cung đàn đã đứt ni dây tơ.
như cung đàn đã được xây từ tình cha nên nghĩa mẹ lấy chỉ con đáp đèn thôi tù này xa hạ cách tù này thôi ni biệt cha đã về châu phật ni quý tay khuôn cúi đầu xin vĩnh biệt cha hiền nghĩa đồng giá cô cùng nhị bái kính thỉnh vong linh hoàng hồn ông Chu Ngọc Vinh vừa rồi đoàn nhạc Hiếu thay tiếng đỡ nời trong nghĩa tình phu thê cho tất cả các con là con gái con rể anh em cháu chắt nội ngoại gần xa để tề tựu khấn gọi ông ba hồn bảy vía bảy vía ba hồn ông về lai đạo linh sàng hiến hưởng bữa cơm canh bên vợ bên con bên tất cả người thân ông sống khôn thác thiêng ông nhớ vút ve che chở cho toàn gia ở trên đời đầu năm chia giữa nửa năm chia cuối đi tươi về tốt đi một về mười con người con của được bình an vô sự điều lành mang đến với điều giữ để tống khứ đi xa con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật mời tăng quyến lễ tạ ba lễ rồi trở về vị trí bình thân một phần chúc thực là mấy cơm vong đã xong mời các anh các chị phân công người đi hóa tiền vàng người dọn mâm cơm người rước ảnh rước nước lên bàn